không còn dây điện nữa đó. Này, mấy cái trụ điện ở đây này bây giờ gọn gàng, đi âm chắc đi ngầm hết rồi đó. Ít bán đồ Tết quá anh chị. Một vài cái sạp ngày trước em nhớ về đây rất là nhộn nhịp luôn, bây giờ không có nhiều. Không còn dây điện và bắt làm mấy cái cột điện mới. Dây điện không còn, chắc người ta đi ngầm hết rồi. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay em có dịp về Gò Vấp và cũng muốn mời cô bác anh chị chúng ta cùng về thăm lại một cái ngôi chợ rất là thân quen, đó chính là chợ Gò Vấp. Trong dịp những cái ngày tháng cuối năm chuẩn bị đón cái Tết dương lịch và cái Tết âm lịch sắp tới. Bây giờ là 10 giờ 40 phút ngày 28 tháng 12 năm 2022. Em đang đứng ở đây là khu vực con đường Nguyễn Oanh, ngã năm chuồng chó phía trước. Sau lưng thì chúng ta đi về ngã tư ga, đi về Xóm Mới. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an, nhiều sức khỏe, có những cái ngày tháng cuối năm 2022 chuẩn bị đón Tết thật là hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Bây giờ thì em sẽ chạy trên con đường Nguyễn Văn Nghi, tức là Gia Long năm xưa đó. Mời cô bác anh chị về chợ Xóm Mới, chợ Gò Vấp, em xin lỗi. Và tất nhiên là cũng những cái con đường thân quen để chúng ta cập nhật thêm tình hình của chợ Gò Vấp ngày hôm nay như thế nào. Trời Sài Gòn sáng nay thì lạnh, lạnh cho tới bây giờ thật sự ra thì vẫn còn se se, nhưng mà bây giờ nắng lên rồi, nắng gắt rồi. Ở đây là đường Nguyễn Oanh, ngã năm chuồng chó. Cô bác anh chị thấy ngày hôm nay nó cũng thay đổi nhiều bởi những cái nhánh cầu vượt. Chúng ta đi ngược nắng một chút. Từ khi có cái cầu vượt này thì mấy cái nhà xung quanh hai bên buôn bán thì nhiều khi nó cũng khó khăn hơn một chút. Nhà cửa đóng khá là nhiều, xả hàng cuối năm. Có cái cầu vượt thì nhiều khi khó buôn bán. Đây là ngày trước là cái nhà sách Văn Lang, bây giờ thì thành ngân hàng. Vẫn còn nhà sách Văn Lang nhưng mà nó nhỏ lắm. Đó, bên phải là con đường Quang Trung, anh chị đi về hướng chợ Hạnh Thông Tây. Đi thẳng thì chúng ta đi trên con đường Nguyễn Kiệm để về khu vực ngã ba Chú Ý ngày xưa đó. Bây giờ là cái ngã 6 Nguyễn Thái Sơn, ngay chỗ cái đường đi ra phi trường Tân Sơn Nhất. Ở đây là đường Quang Trung bên má tay phải của em nè. Con đường vành đai phi trường về cái nghĩa trang quân đội Cộng Hòa năm xưa ở Gò Vấp. Còn bên tay trái của em thì có cái con đường Trần Thị Nghĩ đi vào khu nhà giàu, hoặc là chạy qua đường Phan Văn Trị. Hôm nay ở đây nhìn khác lạ lắm. Hồi trước mà chưa có cái cầu vượt thì ở đây kẹt xe rất là nhiều. Đấy, cái ngã năm chuồng chó đây. Mời cô bác anh chị quẹo trái cùng với em nha. Nó chạy về con đường Nguyễn Văn Nghi. Phía trước có con đường một chiều đó, đường đi dòng xe đang đậu ngược đó, đó là con đường Phạm Ngũ Lão. Chạy về từ con đường Nguyễn Thái Sơn, đây là con đường Nguyễn Văn Nghi. Con đường Nguyễn Văn Nghi này ngày xưa có tên là Gia Long. Chạy hướng này là về cái rạp Lạc Xuân.
Lạc Xuân. Ngày hôm nay là nhà sách Phahasa đó. Mời cô bác anh chị dạo phố Gò Vấp thì rất là nhộn nhịp, sầm uất, đặc biệt là những cái ngày cuối năm nữa, trăng ra gối nệm. Gửi đến cô bác anh chị một chút cái không khí náo nhiệt của Gò Vấp những cái ngày cuối năm. Chúng ta tìm kiếm một chút cái sắc mai vàng, mặc dù bây giờ là hoa giả thôi, hoa mai, hoa đào, các cái loại hoa khác. Năm nay thì một năm có thể nói là cũng khá là khó khăn về kinh tế, tài chính, về công việc, đơn hàng. Cho nên những cái ngày tháng cuối năm này đôi khi đối với nhiều người nó là một cái nỗi lo, chứ vui thì chưa hẳn. Và những người buôn bán nhiều khi người ta cũng rất là e dè, đôi khi cũng không có dám mua hàng về sớm hay là mua hàng quá nhiều kiểu nên gì có hương vị ngày Tết, kiểu đây. Ở ngoài quê của em thì thường không có làm củ kiểu dưa món, không có muối. Chủ yếu ngoài quê là làm cốm. Vào đây thì em mới thấy người ta làm củ kiểu nhiều. Phố xá của Gò Vấp trong một ngày bình thường con đường Nguyễn Văn Huy này thì bây giờ đoạn này thì em thấy nó cũng không có thay đổi gì nhiều, nhưng mà có cái đoạn ngay chợ Gò Vấp đó thì lúc trước em về là đang còn mở rộng xây dựng, đập các cái nhà mặt tiền, không biết bây giờ như thế nào. Cũng mời cô bác anh chị cùng nhau ghé về. Bên trái của em đây có một nhà người ta bán rất là nhiều đồ trang trí Tết. Rồi, em mời cô bác anh chị tiếp tục. Bây giờ em sẽ rẽ phải vào con đường Lý Thường Kiệt bên tay phải của em này. Bên trái ở đây có con đường Nguyễn Du. Nguyễn Du Gò Vấp. Bên phải em ở đây có đường Lý Thường Kiệt. Cô bé bán mấy cái hộp hương. Đây, con đường này là đường Lý Thường Kiệt, bên trái là nhà sách Lạc Xuân anh chị. Chịu quá trời luôn. Đây, kiểu đây nữa. Kiểu này. Bây giờ em sẽ quẹo bên mé tay trái. Đây. Đường Lý Thường Kiệt mà đi thẳng thì anh chị ra đường Phạm Ngũ Lão để chạy về ngã năm chuồng chó lại.
Đây chợ Gò Vấp vào lúc 10 giờ 30 phút trưa 40 rồi chứ. Đây là cái dàn thứ hai. Cái dàn thứ nhất là nằm bên kia đường Nguyễn Thái Sơn. Đồ thao đồ nóng đã được rồi. Ba cái quần áo sổ đó, đồ áo đừng đóng, đừng đóng đây. Đó, bán đồ trang trí Tết này. Ở đây là đường Nguyễn Thái Sơn. Nguyễn Thái Sơn này anh chị đi thẳng là về ngã ba Chú Ý, cộng y viện Cộng Hòa năm xưa luôn. Bây giờ là bệnh viện quân y 175. Đây là con đường Nguyễn Văn Bảo, ngày xưa là Trương Vĩnh Ký này. Rồi, em quay ngược trở lại để đi về cái gian thứ hai, cái gian của chợ Gò Vấp. À, ngay cái ngã tư phía trước á, là con đường Nguyễn Thái Sơn và đường Nguyễn Văn Nghi. Đây bắt đầu em sẽ quẹo con đường bên tay phải này. Bên tay phải đó. Ở ngay cái chỗ bán bánh tráng, bánh tùm lum đây nè. Rồi có bán đồ Tết gì chưa? Ít bán đồ Tết quá anh chị. Một vài cái sạp ngày trước em nhớ về đây rất là nhộn nhịp luôn. Bây giờ không có nhiều. Đã treo mấy cái đồ xanh đỏ tím vàng bán Tết đây cái chợ. Bây giờ hầu như là thấy ít lắm. Đây, có kiểu đây. Đó. Đóng lập xưởng. Đây là con đường Trưng Nữ Vương. Trưng Nữ Vương. Đây mấy thao kiểu này. Thank you.
Rồi em đi ra ngoài con đường mà Nguyễn Văn Ly gần khu vực cầu hang đó anh chị. Đó, bây giờ thì nó khác nhiều rồi anh chị thấy không? Rất là rộng, đường rộng. Tự nhiên ngay chỗ đường xuất hiện cái đống rác nhỏ nhỏ này không biết là cái gì vậy. Đường rộng, hai bên rộng. Không còn cái đường Nguyễn Văn Ly nhỏ nhỏ như ngày xưa nữa, nó rộng từ cầu hang về đây luôn. Trái đây cho bác anh chị cập nhật một chút cái con đường. Người ta làm cũng còn nham nhở lắm anh chị, làm cũng sao mà nó không có được đồng bộ, nó không có đều á. Cái đường á, bên cao bên thấp rồi lăn tùm lum hết. Chỉ có khác một điều em thấy được, đó là không còn dây điện nữa. Chị thấy là không còn dây điện nữa. Không còn dây điện và bắt làm mấy cái cột điện mới. Dây điện không còn, chắc người ta đi ngầm hết rồi. Chị thấy không? Không còn dây điện, đó là một cái điều rất là hay. Nó làm cho cái mỹ quan nó đẹp và cũng an toàn nữa. Nhưng mà có điều đường xá thì họ đang làm, không biết có làm nữa hay không. Thế làm cũng dang dở tùm lum. Lăng thì bên cao bên thấp nè, họ vá là chấp vá đó, làm chấp vá đó. Đó, bây giờ đường rộng, đường rộng và không còn dây điện nữa, cũng đẹp. Cái vỉa hè bên phải em thì bây giờ bắt đầu khang trang rồi, nhưng mà người ta cũng dựng xe rồi đó, buôn bán hết thôi. Người đi bộ nhiều khi cũng phải đi xuống dưới lòng đường. Rồi em băng qua cái ngã tư này, huyện Thái Sơn, bên phải thì anh chị chạy về Phan Văn Trị và An Phú Đông. Thì Thái Sơn này ngày xưa là đường Phan Thanh Giản đó. Đây người ta bán nghệ liền, xả, rồi trái gấc, mật ong, lá sông rồi. Ngay cái khu này rồi em đi một đoạn bên con đường Nguyễn Văn Ly này nữa. Bên trái em là cái dãy nhà cũ ngày xưa tới giờ vẫn còn. Còn bên phải ở đây là nhà sách Lạc Xuân và là cái rạp Lạc Xuân năm xưa. Rồi em chạy vào con đường Lý Thường Kiệt để đi cho hết con đường Lý Thường Kiệt luôn. Bánh kiệu đó, lúc nãy em có quay cho anh chị, cô bác anh chị xem cái khúc bánh kiệu. Thấy Tết rồi đó. Lặt lặt quá trời luôn. Đây con đường Lý Thường Kiệt, con đường này là đi thẳng ra đường Phạm Ngũ Lão và ra lại ngã năm Vườn Chó. Đường này thì ngày trước nó không có đông như thế này đâu, bây giờ tự nhiên thành cái chợ luôn. Đường Lý Thường Kiệt.
dài dài theo cái hướng này. Bây giờ em đang tính đường chạy về cầu hang ngoài. Em chạy một đoạn cái chợ ngay đường Lý Thường Kiệt này để cô bác anh chị cập nhật lại cái hình ảnh ở đây, thấy nó cũng hay hay. Nó dài theo cái con đường này luôn. Ta bán chợ sáng thường thường nó đông lắm, bây giờ trưa thì người ta cũng đi làm về nhiều, người ta đi nhiều rồi. Sáng thường người ta đi chợ xong thì người ta đi làm. Đây có xe bưởi 15.000 một cái này, có điều bưởi này bưởi gì em không biết, nó vàng hết rồi. Đó, dưa 13.000 một ký, dừa. Sài Gòn mình bây giờ đang vô mùa vú sữa. Đó, ở đây hẻm hóc không? Vú sữa, rồi hết rồi, cái vị trí này là hết rồi đó, hết chợ rồi đó. Bây giờ là đi thẳng là ra đường Phạm Ngũ Lão, ra ngã năm Thùng Chó. Em quay lại một chút để... mời cô bác anh chị chạy về cái khu cầu hang. Bú sữa ở Sài Gòn bây giờ tầm khoảng 25 cho tới 30.000 một ký, tức là hơn một đô. Đó. Không biết là ở bên cô bác anh chị hiện tại thì bú sữa bao nhiêu một ký. Em thì ghiền cái món này lắm. Em có thể ăn bú sữa trừ cơm. Bây giờ thì em sẽ ra đường Nguyễn Thái Sơn mà chạy về đường Nguyễn Văn Bảo, tức là Trương Vĩnh Ký đó, để đi cầu hang ngoài. Đây có một con hẻm thân quen, ngày xưa em đi học. Xưa em đi học em hay đi cái con hẻm này qua ăn bánh xèo bên đường Lý Thường Kiệt. Cách đây cũng cả chục năm rồi, hơn cả chục năm rồi, bà bánh xèo vẫn còn bán. Chỉ có điều là cái giá bây giờ nó cũng xèo, nó phình ra to như cái bánh. Giá ngày xưa hình như em nhớ có khoảng 4-5 ngàn một cái. Bây giờ chúng ta tới thì cũng phải 15 ngàn một cái. Nó to lắm, nó to bằng cái chảo ấy. 15-20 ngàn một cái. Một cái như vậy là một người ăn là no luôn, cộng với rau nữa. Rồi người ta bán kèm với bánh cống à, hấp dẫn lắm, nước mắm ngon à. Đây là con đường Nguyễn Thái Sơn à. Còn gần tháng nữa là tới Tết, nhưng mà có vẻ như cũng án binh bất động. Em quẹo trái vào con đường Trương Vĩnh Ký năm xưa, bây giờ là Nguyễn Văn Bảo. Mời cô bác anh chị ghé vào. Chúng ta đi ra cầu hang. Cầu hang ở đây là cầu hang ngoài. Con đường thân quen, năm xưa mỗi ngày em đi học đây. Ngày xưa là em học trường Đại học Công nghiệp 4, thời mà nó còn là trường cao đẳng ấy. Và lúc đó thì cái con đường này thì nó cũng như vậy thôi. Chỉ có bây giờ là người ta buôn bán đồ ăn nhiều hơn.
trời luôn dành cho sinh viên. Bên phải em là khu nhi viện Gò Vấp, Sao Mai, trường Sao Mai và họ đạo Gò Vấp đây này, hướng vào khu nhi viện Gò Vấp này. Mỗi lần về đây thì em cũng hay ghé, bây giờ cũng là cái trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi họ đạo Gò Vấp. Đây, trường Sao Mai bên phải của em bây giờ là trường Trường Sơn thì phải, đây nè. Cũng muốn cô bác anh chị nhìn lại một chút. Trường trung học cơ sở ngày hôm nay đó. Các bé đang ở trong đó. Còn ở đây là trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cái cổng trường. Và ngày trước khu đất của dòng Đông Bosco ở đây không biết có rộng lớn như thế này hay không, nhưng mà theo như cô bác anh chị có chia sẻ thì có nằm ở cái vị trí này. Sinh viên bây giờ cũng chuẩn bị Tết rồi, học gần tháng nữa là nghỉ thôi. Chà, con phố quen thuộc của mình ngày xưa. Trưa ra đây ăn cơm, hồi đó cơm em nhớ chỉ có 4.000 một phần thôi, bây giờ bèo lắm cũng phải 25.000. Ăn cơm uống nước ở đây, ký túc xá bên trái của em. Bây giờ thì buôn bán nhộn nhịp sầm uất hơn. Ngày trước thì không có nhiều quán như thế này, nó cũng lụp xụp hơn một chút. Bây giờ thì ngon lành rồi. Đây là con đường Lê Lợi hả? Lâu lâu về Gò Vấp ôn lại một chút kỷ niệm xưa của em ở đây nữa. Đó, bây giờ bên này người ta bán cơm bán đồ quá trời luôn. Ngày trước em ở bên này thì vắng. Đây có trường Hanh Thông này, trường tiểu học Hanh Thông. Sinh viên hồi đó thì sinh viên nghèo nhiều, bây giờ sinh viên không có nghèo nữa. Các bạn bây giờ nhiều bạn cũng giỏi lắm, tự kiếm tiền được trong cái lúc làm sinh viên rồi. Rồi đôi khi gia đình cũng khá giả hơn. Ngày xưa vô đây em thấy toàn sinh viên nghèo không à, ăn uống không có được nhộn nhịp sầm uất như bây giờ. Rồi ở đây là con đường Nguyễn Văn Nghi đó, bây giờ anh chị thấy là nó thay đổi rất là nhiều, rộng lớn hơn, cái góc này nè rộng hơn rất là nhiều, đường xá mở rộng ra, dây điện thì không còn nữa. Đó là cái điều em thấy rất là hay và em thích nhất ở cái vị trí này, dây điện hầu như không còn. Để cô bác anh chị nhìn lại thì em sẽ quẹo bên tay trái một đoạn tới con đường, ở đây có con đường Huỳnh Khương An thì phải, Khương An hay An Khương gì đó. Ngày xưa em hay trưa chiều hay đi ra ngoài này học ăn cơm, ở đây có mấy cái quán cơm nó rẻ lắm, cả phía trước trường cả phía sau trường, nhưng mà em thường hay đi ra đây ăn cơm hơn, tại vì ở cái cổng sau này nó có một cái cổng nhỏ, khoa cơ khí chế tạo máy nằm bên trái đây này, đó, ngay chỗ này cái góc này này, đó. Rồi bây giờ nó rộng, đường nó rộng, mình nhìn thấy nó lạ luôn anh chị. Ở bên phải em ở đây là con đường nhìn ra không trời, Huỳnh Khương An hả, Huỳnh Khương An. Ngày xưa đâu có cái nhà này đâu. Đây Huỳnh Khương An này, bây giờ ngay cái góc này nó làm khang trang. Lúc trước là mấy cái trụ điện với lại dây điện nó thòng lọng xuống, nhìn thấy sợ quá trời. Được như thế này là cũng ổn rồi đó anh chị, chứ còn tất nhiên là nó vẫn chưa có
như mình mong đợi đâu, nhưng mà như thế này là cũng tốt lắm rồi, không còn dây điện nữa đó. Này, mấy cái trụ điện ở đây nè bây giờ gọn gàng, đi âm chắc đi ngầm hết rồi đó, người ta bắt đi ngầm xuống hết rồi đó. Hướng này là lên chợ Gò Vấp. Một chút cái hình ảnh như vậy để hồi tưởng lại ngày xưa. Rồi bây giờ em sẽ quay ra phía sau nè, mời có mấy anh chị đi cầu hang. Mấy cô bán trái cây vẫn còn ở đây. Chắc là cô khác rồi, nhưng mà ngày xưa em cũng quen mấy cô bán trái cây ở đây. Một thời. Đây là cầu hang ngoài. Bây giờ cũng thay đổi rộng hơn. Bên trái em là cầu hang trong, và có con đường Lương Ngọc Quyến đi về cầu hang trong luôn, Phan Văn Trị. Đấy, cái cầu mà không có đi ngang dòng sông nào, chắc là chỉ có cầu hang ngoài và cầu hang trong, thêm cái cầu đi bộ nữa. Ở đoạn này là Lê Quang Định rồi, Lê Quang Định bây giờ cũng khang trang rộng rãi, gọi là mở bung ra con đường nhìn rất thoáng. Ở đây là vẫn là Cò Vấp. Lê Quang Định này thì cô bác anh chị sẽ đi về ngã tư Sóng Gà. Đường này là đường Phạm Văn Đồng, chúng ta quẹo trái để về Thủ Đức, về cầu Bình Lợi đó, còn quẹo phải thì đi về phi trường Tân Sơn Nhất. Ở đây thì em sẽ băng qua ngã tư đi Lê Quang Định về hướng Sóng Gà, và chắc là em cũng sẽ xin tạm dừng cái clip của mình ở đây. Trời bây giờ bắt đầu vào nắng nóng quá. Rồi em đang chạy qua khỏi cái ngã tư đường Phạm Văn Đồng và đường Lê Quang Định. Rồi bây giờ thì em chạy về hướng của Sóng Gà. Đoạn này thì vẫn thuộc khu vực Gò Vấp, và chắc là em cũng xin được tạm dừng các clip của mình ở đây trong một cái buổi trưa rồi, khá là nhộn nhịp và khá là nắng. Kính chúc cô bác anh chị và các bạn có những giây phút dạo phố với những cái hình ảnh thân quen và những cái hình ảnh mới lạ ngày hôm nay của khu vực Gò Vấp, chợ Gò Vấp. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Những cái ngày cuối năm em cũng gửi đến lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Đón chào năm mới. Bye bye.